Xin kính chào các bác và toàn thể bà con, cô bác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hôm nay Lưới Đánh Cá A Đấu xin giới thiệu với bà con, cô bác trên toàn đất nước Việt Nam một bộ lưới cao cấp. Bộ lưới này cao 12m chia làm 4 cầu. Cao đúng 12m chia làm 4 cầu. Bộ lưới này có những cái đặc điểm nổi bật của nó chính là khi cá mắc ở tầm nào thì sẽ dính ở tầm đó, và mỗi một tầm, mỗi một cầu là sẽ có những cái túi, tầm túi phân biệt khác nhau. Đây là cầu thứ nhất, tầm thứ nhất tính từ phao lên. Đây là cầu thứ hai. Xuống đây là cầu thứ ba, và đây là đầu phần chân phao. Kích thước nỗ lưới của nó then tư, nó là mắt 8 phân. Nhìn cái mắt lưới này ạ. Đấy, bà con cô bác nhìn cái mắt lưới. Nói về cái kỹ thuật test phao hay là kỹ thuật nước thắt, Lưới Đánh Cá A Đấu giới thiệu về cái kỹ thuật nó rất nhiều lần rồi. Bây giờ chỉ giới thiệu sơ qua về một cái dàn lưới nó kinh khủng, nó cái chiều cao của nó kinh khủng như thế nào. Về cơ bản, nếu như một cái lưới, tấm lưới như thế này, nếu như chúng ta không cần phao, chúng ta thắt không như đầu chân dưới này thì cũng có thể tạo được thành một cái lưới úp rất là hay. Nhưng mà phải đòi hỏi về người thả lưới là một trong những người phải chuyên nghiệp và có kinh nghiệm lâu năm về ngành lưới, thả lưới. Khi đến với Lưới Đánh Cá A Đấu, các bác có thể được tư vấn miễn phí và được chọn lọc những tay lưới theo yêu cầu đạt chất lượng nhất hiện nay. Về chất lượng lưới, cam kết với các bác chuẩn 100% về thông số kỹ thuật cũng như về chất lượng về sợi lưới. Giao hàng toàn quốc, 64 tỉnh thành, nhận tiền tại nhà, xem hàng thoải mái. Thương hiệu Lưới Đánh Cá A Đấu là một thương hiệu lưới đánh cá uy tín rất nhiều năm nay. Chính vì thế, khi đến với thương hiệu Lưới Đánh Cá A Đấu, các bác sẽ có rất nhiều quyền lựa chọn về lưới. Đã nhìn từ xa cũng có thể hiểu được cái tấm lưới này nó dài như thế nào. Nó dài lên tới cầu thang, vòng xuống đây. Đấy. Muốn đặt lưới, các bác, bà con liên hệ với số điện thoại Zalo 0938336470 hoặc số Viettel 0985663631. Xin kính chào bà con.